Sáng ngày 13 tháng 7, Ban đại diện Hội đồng Quản trị Ngân hàng Chính sách Xã hội huyện Thủy Nguyên tổ chức hội nghị sơ kết đánh giá kết quả hoạt động quý 2, triển khai nhiệm vụ công tác quý 3 năm 2023. Dự và chỉ đạo hội nghị có đồng chí Uông Minh Nong, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện, Trưởng Ban đại diện Hội đồng Quản trị, các đồng chí thành viên Ban đại diện Hội đồng Quản trị Ngân hàng Chính sách Xã hội huyện cùng các đồng chí Chủ tịch Ủy ban Nhân dân các xã thị trấn trong toàn huyện. 6 tháng năm 2023, Ban đại diện Hội đồng Quản trị Ngân hàng Chính sách Xã hội huyện đã tập trung chỉ đạo phòng giao dịch Ngân hàng Chính sách Xã hội huyện bám sát kế hoạch của Ngân hàng Chính sách Xã hội thành phố, chỉ đạo của Ủy ban Nhân dân huyện, nghị quyết của Ban đại diện Hội đồng Quản trị, phối hợp chặt chẽ với các phòng, ban, tổ chức hội, đoàn thể, chính quyền địa phương, tập trung triển khai quyết liệt đồng bộ các giải pháp thực hiện, tập trung về nguồn vốn và giải ngân kịp thời các chương trình cho vay theo kế hoạch tăng trưởng năm 2023. Đồng thời tập trung củng cố, nâng cao chất lượng tín dụng, kết hợp với chính quyền địa phương giải quyết kịp thời các vụ việc phát sinh, góp phần vào mục tiêu giảm nghèo bền vững, đảm bảo an sinh xã hội, ổn định an ninh trật tự, xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu của huyện. Tính đến ngày 30 tháng 6, tổng nguồn vốn tín dụng của Ngân hàng Chính sách Xã hội huyện đạt trên 612 tỷ đồng, tăng hơn 56 tỷ đồng so với đầu năm. Tổng dư nợ đạt hơn 608 tỷ đồng, tỷ lệ tăng trưởng đạt 9,8%. Tập trung đôn đốc thu hồi và xử lý tốt nợ đến hạn, nâng cao chất lượng công tác cho vay và hiệu quả sử dụng vốn vay, nâng cao chất lượng hoạt động của tổ tiết kiệm và vay vốn. Nợ quá hạn là 442,5 triệu đồng, chiếm tỷ lệ 0,07% so với tổng dư nợ. Dư nợ ủy thác qua các tổ chức hội là 605,7 tỷ đồng, tăng 55 tỷ đồng so với đầu năm. Thông qua 438 tổ tiết kiệm và vay vốn với 18.057 hộ dư nợ. Từ nguồn vốn chính sách đã giúp 5.649 lượt hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ thoát nghèo được vay vốn đầu tư phát triển sản xuất kinh doanh, phục vụ an sinh xã hội. Tại hội nghị, các thành viên trong Ban đại diện Hội đồng Quản trị Ngân hàng Chính sách Xã hội huyện đã thảo luận bàn các giải pháp thực hiện trong quý 3 để đạt hiệu quả hoạt động cao hơn như công tác thu hồi nợ quá hạn, củng cố, nâng cao chất lượng tín dụng. Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, đồng chí Uông Minh Nong, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện, Trưởng Ban đại diện Hội đồng Quản trị Ngân hàng Chính sách Xã hội huyện ghi nhận và đánh giá cao hiệu quả của hoạt động tín dụng chính sách xã hội trên địa bàn huyện trong quý 2 năm 2023. Để khắc phục những tồn tại hạn chế, phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ từ nay đến cuối năm, đồng chí Trưởng Ban đề nghị Ban đại diện tập trung chỉ đạo thực hiện tốt các nội dung phương hướng nhiệm vụ của quý 3 năm 2023 đã đề ra, tăng trưởng dư nợ theo kế hoạch được giao và phấn đấu hoàn thành 100% chỉ tiêu kế hoạch tín dụng. Tập trung củng cố, nâng cao chất lượng tín dụng trên địa bàn, tổ chức tập huấn, nâng cao chất lượng ủy thác và chất lượng của các tổ tiết kiệm và vay vốn, đặc biệt tăng cường kiểm tra, giám sát, tập trung thu hồi nợ quá hạn, tăng cường thông tin tuyên truyền đến hộ vay sử dụng vốn vay đúng mục đích, chấp hành nghiêm việc trả nợ gốc và lãi theo quy định.